Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Virus làm chúng ta lo sợ, người kỳ thị, người mắc Covid làm chúng ta khiếp sợ. Nếu rơi vào hoàn cảnh này, điều duy nhất bạn có thể làm là lạc quan. Vì khi lạc quan, bạn có hơn 80% cơ hội sớm khỏe mạnh. Nếu bạn là trụ cột trong gia đình, bạn càng phải mạnh mẽ để bồi đắp niềm tin cho những người còn lại. Có những người không có triệu chứng bệnh, đột ngột trở nặng và ra đi. Khải Toàn nhờ ân trên phù hộ, may mắn không có triệu chứng nặng và sớm lành bệnh. Dù thế nào cũng xin các bạn đừng chủ quan, vì dịch bệnh không tự biến mất, dịch bệnh sẽ tồn tại rất lâu về sau. Chúng biến thể từ dạng này sang dạng khác để thích nghi, giống như vật chất từ dạng này sang dạng khác. Đó chính là vô thường, vì thế con người phải càng học cách thích nghi. Khải Toàn xin chia sẻ kinh nghiệm về 2 tuần nhiễm Covid và cách vượt qua. Trong đó, việc ngồi thiền quan sát hơi thở là một phương pháp tuyệt vời cho những F0, F1, kèm theo là những hướng dẫn khoa học từ các bác sĩ để sớm khỏi bệnh. Không may mắn trở thành F0, việc đầu tiên các bạn phải làm là bình tĩnh. Đây là lời nhắn của bác sĩ Trương Hữu Khanh. Vâng, không riêng gì bị F0, trong tất cả các sự việc trong cuộc sống, khi đối mặt với tiêu cực, con người chúng ta phải nên bình tĩnh, sẽ có rất nhiều cơ hội để vượt qua nguy kịch. Để có được sự bình tĩnh, chỉ cần vài động tác hít thở, nhắm mắt, hít thở thật sâu và chậm rãi, thở ra từ từ, nghĩ về một điều tốt đẹp. Nghĩ về những việc ta may mắn hơn người khác, sẽ chạm ngay đến sự an tĩnh. Nếu trước đây bạn từng tập ngồi thiền, không may sau này trở thành F0, F1, bạn biết vận dụng việc hành thiền vào việc trị liệu sẽ đạt hiệu quả cao hơn những người khác. Những người hành thiền lâu năm đều biết ngồi thiền có thể chữa được bệnh. Nhưng Khải Toàn không thể lạc quan thiếu căn cứ. Ngồi thiền không thể chữa Covid. Ngồi thiền là một trong nhiều liệu pháp giúp trị liệu. Việc hành thiền giúp tâm an tĩnh và hỗ trợ bài tập thở cho buồng phổi. Ăn uống và hoạt động thể chất giúp bồi dưỡng cơ thể khỏe mạnh. Tập thể dục giúp cơ thể tuần hoàn. Trong đó, nếu kết hợp cầu nguyện, giúp tâm lực có thêm niềm tin vững mạnh. Vâng, mỗi phương tiện có những lợi ích khác nhau. Việc ngồi thiền hoặc nằm thiền quan sát hơi thở giúp bạn đưa được dưỡng khí vào đỉnh và đáy của buồng phổi. Điều mà bình thường khí khó có thể đến được. Những bài tập thở, những bài tập luyện cơ hô hấp chống lại những hiện tượng sơ cứng các khớp ở lồng ngực, hỗ trợ giúp tống dịch ra khỏi buồng phổi. Hít vào chậm rãi đếm 1-2, thở ra chậm rãi đếm 1-2-3-4. Cảm nhận từng hơi thở đi ra đi vào của buồng phổi. Cảm nhận sự phình to của lồng ngực. Theo nghiên cứu của một trường đại học tại Mỹ, những người nhiễm Covid có kháng thể mạnh mẽ hơn cả người tiêm 2 liều vaccine. Hầu hết những người nhiễm Covid đã khỏi bệnh vẫn giữ được khả năng miễn dịch từ 250 đến 300 ngày. Hệ miễn dịch của những người này, những người từng mắc Covid đã ghi nhớ, nhận ra và tiêu diệt những mầm bệnh nếu gặp lại virus một lần nữa, nhằm ngăn chặn mầm bệnh và giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh virus. Kháng thể của những người khỏi bệnh vô cùng mạnh mẽ, khả năng miễn dịch tự nhiên của người đã khỏi bệnh đủ mạnh để chống lại những biến thể. Ngoài ra có thể miễn dịch chống lại các loại virus corona gây cảm lạnh thông thường khác. Bình tĩnh, lạc quan, ăn uống nhiều, uống nước nhiều có thể, nên uống nước ấm, vận động thường xuyên, ăn đầy đủ, không bỏ bữa, bổ sung nhiều vitamin C hoặc phơi nắng. Ngủ vừa đủ giấc, tập thể dục nhẹ vào nhiều buổi và cả tập ngồi thiền. Trong 10 hôm bạn sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Vào tầm giữa tháng 7, đêm thứ 2 không ngủ được vì Khải Toàn rất đau đầu, có ho khan nhẹ nhưng khá ít. Ngoài ra hoàn toàn không có một triệu chứng gì khác. Sáng sớm hôm sau, Khải Toàn đến một bệnh viện tư nhân để xét nghiệm và kết quả là dương tính. Khải Toàn đã về y tế phường thông báo và được hướng dẫn cách ly tại nhà. Ngày thứ 3 xem ra lại ổn hơn 2 hôm đầu. Khi biết mình bị dương tính, Khải Toàn vẫn bình tĩnh thực hiện cách ly theo y tế và điều trị theo sự hướng dẫn trên các trang báo mạng chính thống. Nhờ vào người thân liên tục nhắc nhở và động viên thực hiện theo chỉ định của cơ quan y tế, nên sức khỏe luôn ở mức tốt. Người nhà động viên vậy thôi, họ rất là lo lắng.
Lỡ không may có người nhà kỳ thị người bệnh thì bạn cũng phải thông cảm. Trong cuộc sống này, thông cảm là chìa khóa của hạnh phúc. Với Khải Toàn, khi đêm xuống là một cơn ác mộng, không thể nào chợp mắt quá 3 hay 4 giờ đồng hồ, luôn rất là đau đầu. Đau đầu kinh khủng, thế là ngồi dậy cử động toàn thân, ngồi thiền theo phương pháp quan sát hơi thở tầm 10 đến 30 phút, xong tiếp tục nằm xuống ngủ tiếp. Những cơn đau đầu như búa bổ, Khải Toàn đã nằm thiền, hít vào A Di, thở ra Đà Phật, hoặc là hít vào đếm 1-2, thở ra đếm 1-2-3-4, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Khi nhiễm Covid, mỗi người sẽ có triệu chứng khác nhau, từ sốt, nhức đầu, mệt trong người, ói, khó thở. Có thể dùng từng loại thuốc cho từng biểu hiện của người bệnh, nhưng tốt nhất các bạn nên gọi cho bác sĩ hoặc gọi cho tư vấn. Điều khó có thể nhầm lẫn với những căn bệnh khác của những người hầu hết mắc Covid, sau 4 đến 10 ngày, khứu giác và vị giác của bạn hoàn toàn mất đi. Bạn sẽ không ngửi được bất kỳ mùi nào, không cảm nhận được hương vị. Bạn có thể ăn siêu cay, nhưng hoàn toàn không cảm giác gì cả. Khứu giác của Khải Toàn dần dần hồi phục vào khoảng ngày thứ 14, nhưng không như bình thường mà rất là kỳ lạ. Để phục hồi lại hoàn toàn, mũi và lưỡi gần như phải mất cả tháng. Căn bệnh này là cách thử thách con ma giải đãi của bạn. Nó không cho bạn lười biếng. Bạn càng lười biếng, càng ít vận động, bạn càng mệt mỏi và khó chịu. Nếu bình thường bạn là người ít vận động, khi có bệnh bạn càng muốn nằm nghỉ ngơi. Việc nằm nghỉ nhiều, ngủ nhiều khiến bạn càng mệt mỏi. Phương thuốc đặc trị chưa phổ biến, nên việc khỏi bệnh dựa vào các liệu pháp hỗ trợ là chính. Bạn cần bình tĩnh thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ. Các phương pháp Khải Toàn đã ứng dụng trong thời gian bệnh. Ngay lúc vừa mở mắt dậy, Khải Toàn luôn nghĩ hôm nay là ngày an lành. Uống nhiều nước ấm. Mỗi sáng thức dậy sau khi đánh răng rửa mặt, uống ngay một nửa ly nước ấm lớn, sau đó ngồi cầu nguyện và tập thể dục. Trong 10 phút ngồi cầu nguyện mỗi sáng, Khải Toàn kết hợp vài phút thiền định theo phương pháp quan sát hơi thở. Điều khác biệt với ngày bình thường là thở sâu hơn. Các bạn ngồi xếp bằng, hít vào chậm rãi đếm 1-2, thở ra chậm rãi đếm 1-2-3-4, cảm nhận từng hơi thở của mình đi vào đi ra của buồng phổi. Cảm nhận từng hơi thở đi vào đi ra của buồng phổi, cảm nhận sự phình to của lồng ngực, rất dễ để các bạn tập thiền định. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thiền trong kênh của Khải Toàn. Tiếp theo là bài tập thể dục. Tùy sức khỏe, các bạn nên tập các bài tập nhẹ nhằm giúp thư giãn và giãn gân cốt, khí huyết lưu thông, hoặc là tập xoay người, xoay nhẹ cổ chân, cổ tay, nhún nhẹ đi tới lui lui trong phòng. Bản thân Khải Toàn do không bị ảnh hưởng nặng nên các buổi tập thể dục có thể cả tập hít đất. Nghỉ ngơi một tí, uống thêm một ly nước ấm, ăn sáng. Hãy nhớ luôn mang khẩu trang và khử khuẩn hai bàn tay. Nếu tinh thần thoải mái, có thể làm việc, soạn bài, đọc sách, cứ mỗi 30 phút đứng lên đi vài bước, xoay hai cánh tay, nhún nhảy chân, uống nước và đi qua lại. Khi uống nước quá nhiều, dĩ nhiên sẽ thường xuyên vào nhà vệ sinh. Gần trưa uống một ly nước chanh hoặc một viên sủi vitamin C. Nếu mệt có thể nằm nghỉ trưa, nhưng không nên nằm quá 2 giờ đồng hồ. Sau khi nghỉ trưa dậy, ngồi thiền tầm 15 phút. Việc ăn uống đầy đủ vô cùng quan trọng. Khi vào ngày thứ tư, vị giác và độ ăn của bạn hoàn toàn nhạt nhẽo, không riêng gì người mắc Covid, những ai bệnh thường ăn uống khá khó khăn. Nhưng các bạn phải cố gắng ăn đủ bữa, uống nhiều nước, thường xuyên khử khuẩn các nơi mình chạm vào. Nên đeo khẩu trang trong nhà và tắm gội thường xuyên và giữ cho tinh thần lạc quan. Mỗi tối trước khi đi ngủ, thay vì xem 1-2 bộ phim, xem phim chỉ vui một tí hoặc là buồn não ruột, không mang lại lợi ích gì với Khải Toàn. Khải Toàn dành thời gian đọc sách, nghe pháp thoại, nghe vạn câu hay, nghe vạn ngày sẽ tưới nhuần tâm trí của bạn. Khải Toàn thường nghe thầy Thích Pháp Hòa hoặc là thầy Tịnh Không. Trong đó thầy Thích Pháp Hòa nghe nhiều đến nỗi nghe câu đầu có thể đoán được câu sau. Nghe pháp là pháp học, nhưng ít ra ta chịu khó học, học pháp thiện mỗi ngày. Vào ban đêm khi mình đi ngủ là lúc con virus nó hoạt động, tùy thể trạng cho ra triệu chứng khác nhau. Trường hợp của Khải Toàn chỉ là đau đầu. Nếu bạn đã từng đau buốt răng như thế nào, đau buốt răng lên đến tận ốc, thì cơn đau đầu này cũng tương tự.
không thể nào có giấc ngủ ngon vào 4 năm hôm đầu mắc bệnh. Cứ 2-3 giờ đồng hồ là giật mình dậy, phải hoạt động cơ thể cho tỉnh táo một tí, ngồi thiền, hít thở tầm 10 phút, nằm xuống niệm Phật, hít vào A-di, thở ra Đà Phật. Phương pháp này tuy đơn giản nhưng rất hiệu nghiệm. Nếu bạn có cáu gắt với những cơn đau của mình, bạn rên la với những nỗi đau của mình, bạn sẽ càng thêm đau. Nếu bạn không thể niệm Phật thì bạn có thể niệm chết. Ta có thể chết ngay đêm nay vì nhiều lý do. Do vậy ta phải nỗ lực đoạn tuyệt với các pháp bất thiện và hoan hỷ học tập trong pháp thiện. Tình hình Khải Toàn cải thiện khá rõ rệt vào ngày thứ 6 hoặc thứ 7. Sức khỏe cải thiện nhanh hoặc chậm phụ thuộc vào tâm lý của mỗi người. Đến ngày thứ 10 gần như khỏe hoàn toàn, nhưng vị giác và khứu giác phải chờ qua ngày 20 mới có thể như trước đây. Vào ngày thứ 10 sau khi sức khỏe hoàn toàn bình thường, được triệu tập đi cách ly ở quận 2. Tại đây phát cơm ngày 3 bữa và nước uống, không thuốc men hoặc thêm bất kỳ điều gì khác. Sau gần 10 hôm, qua 2 lần test cho kết quả âm tính và được về nhà. Tinh thần và điều kiện sinh hoạt tại các khu cách ly không thể nào tốt như ở nhà. Bù lại, sức khỏe của bạn không tốt có thể được chữa trị kịp thời. Khải Toàn xin phép không đề cập sâu về nơi cách ly để tránh ý kiến trái chiều. Trong những ngày sau đó, Khải Toàn được một vị gia chủ là bác sĩ hướng dẫn tận tình cũng như giải đáp những thắc mắc. Ví dụ sau 14 ngày khỏi bệnh, tự cách ly, thực hiện thêm 5K ở nhà, thực hiện thêm một tuần. Người từng mắc Covid có khả năng tái nhiễm vô cùng thấp vì họ có kháng thể mạnh hơn cả người tiêm vaccine. Hồi tháng 6, Khải Toàn có làm một video chủ đề khi nào hết dịch. Nội dung đề cập chúng ta có thể lạc quan trong mọi điều kiện. Ví như lần này bản thân Khải Toàn là F0, không có triệu chứng nặng và nhờ vào nhiều năm hành thiền, dễ có tinh thần lạc quan là một sự may mắn. Từ sau 40 tuổi, Khải Toàn sống đơn giản hơn nên ít nhiều được tâm thanh tịnh. Việc đón nhận thông tin bệnh đến việc lạc quan điều trị diễn biến trong bình lặng, vẫn tinh tấn cầu nguyện mỗi sáng và hành thiền mỗi tối. Khá lâu trước đó, Khải Toàn từng nói trên Facebook, rồi ai cũng có thể trở thành F0, F1, đừng kỳ thị người bệnh và tự phòng bệnh theo hướng dẫn. Chẳng may bị bệnh, bạn phải bình tĩnh, phải lạc quan, lên website của Bộ Y tế hoặc Facebook của bác sĩ Trương Hữu Khanh để xem hướng dẫn. Nếu ngay từ bây giờ bạn tự trang bị cho mình một chiếc áo giáp trước virus, trước thông tin tiêu cực, thì từ bây giờ bạn nên dành mỗi ngày chừng 10 đến 20 phút để tập ngồi thiền. Tưới cây ta tưới từ gốc, nuôi dưỡng con người cần bồi dưỡng từ tâm, vì tâm con người là cội nguồn của mọi sự phiền não. Tâm động ta dễ lo lắng phiền muộn. Vì thế khi tâm an tịnh, tâm lực vững chãi, bạn có thể đón nhận bao nhiêu tiêu cực thì tâm thái của bạn không dễ bị đốn hạ. Hãy giữ tâm thái lạc quan để tiếp nhận và sàng lọc thông tin phù hợp. Khi bạn bình tĩnh, mọi quyết định đều sáng suốt. Khi bạn mất bình tĩnh, mọi quyết định đều có thể là sai lầm. Nhất là lúc bạn biết mình bị F0 hoặc người ở cùng là F0, bạn sẽ hoang mang, bao nhiêu lời nói ra nói vào khiến bạn và những người bên cạnh bị rối trí. Vì thế, bình tĩnh là chìa khóa đầu tiên dẫn đến cánh cửa tốt lành. Để trở thành một người định tĩnh, bạn phải cần tưới nhuần tâm trí của chính mình bằng thiền định, bằng con đường hướng thiện. Nếu mỗi ngày bạn dành ít thời gian ngồi hành thiền, tâm của bạn sẽ được tưới sự an tĩnh và dĩ nhiên mỗi ngày dành 2-30 phút sẽ tốt hơn chỉ dành 5-10 phút. Nhưng dù thế nào, hãy cố gắng dành từng chút, khéo ăn sẽ no, khéo co sẽ ấm. Hành thiền là nhân, tâm an là quả. Các bạn tìm hiểu thông tin về Covid thì nên vào các trang mạng chính thống. Các bạn tìm hiểu về thiền thì vào website hoặc các kênh YouTube của Khải Toàn. Muốn mình được phước thì hãy bố thí tiền, bố thí lời nói, bố thí lòng yêu thương. Hãy nhớ, lạc quan là sự lựa chọn duy nhất, giúp trang bị cho mình một tâm lực vững chãi để không bị thối chí trước nghịch cảnh của cuộc đời. Tinh tấn tu tập, phước duyên sẽ hồi đáp. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc. Nếu bạn là người có đức tin, bạn rất dễ áp dụng phương pháp cầu nguyện mỗi ngày, có thể vào sáng sớm và mỗi tối trước khi đi ngủ hay bất kỳ thời gian nào khi bạn cần thêm năng lượng tích cực. Vì sao phải cầu nguyện?
thân lực khỏe thông qua ăn uống sinh hoạt chuẩn mực, tâm lực vững mạnh thông qua ý chí của mỗi con người. Theo các nhà khoa học nghiên cứu, 25% bệnh tật do ăn uống, 25% do cơ thể và môi trường sống, 50% còn lại do tâm lý tác động. Giả dụ khi bạn ăn cơm, vẫn món ăn ấy tại nơi này, nhưng lúc vui ăn ngon hơn, lúc buồn thì chẳng muốn ăn. Cầu là muốn, nguyện là phát tâm. Cầu nguyện là phát tâm mong muốn thực hiện được việc tốt lành nào đó. Có người hỏi thế cầu nguyện ra sao? Điều này không có văn tự chuẩn mực. Thành tâm là chính. Khải Toàn xin phép khuyến nghị 3 bước chính cho một buổi cầu nguyện. Thứ nhất là cảm ơn. Ví dụ cảm ơn ơn trên, cảm ơn Chúa, cảm ơn trời Phật đã cho bạn được tái sinh, cho bạn được bữa ăn, cho bạn được giấc ngủ, cho bạn những mối nhân duyên trong kiếp sống hiện tại. Bước thứ nhất, tỏ lòng biết ơn. Người biết ơn là người có lòng bác ái và cũng là người tin vào nhân quả. Thứ hai, nguyện cho an lành đến với chúng sanh. Nguyện đơn giản thì nguyện cho cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái. Nếu bạn có lòng Bồ Tát, bạn sẽ nguyện cho mọi loài. Thậm chí đến một giai đoạn nào đó giác ngộ, bạn nguyện cho những người trước đây đã làm tổn thương bạn, vì nhờ họ mới có được sự vững chãi này. Ý nghĩa của bước thứ hai này là cho đi. Người biết cho đi là người giàu có, là người có phước huệ. Thứ ba, bạn cầu nguyện cho chính mình. Cầu nguyện cho mình đạt được những thành tựu ngắn hạn hoặc dài hạn. Ví dụ như thi đỗ đại học, được thăng chức, kêu gọi nhiều người cùng làm thiện nguyện. Nếu mỗi sáng hoặc mỗi tối bạn tĩnh tọa hoặc đứng trước bàn thờ, bạn thực hiện được 3 điều cầu nguyện trên, bạn sẽ gia tăng cho mình một sức mạnh tâm lực đáng kể, điều mà không một ai có thể làm giúp bạn. Nếu mỗi ngày bạn cần tắm, cần ăn, cần ngủ, điện thoại cần sạc pin, thì việc bạn cầu nguyện ngày qua ngày sẽ cho bạn một trạng thái tinh thần phấn khởi. Thậm chí bạn tự tạo cho mình một loại kháng thể trước những sự việc tiêu cực. Và chắc chắn sẽ có điều kỳ diệu xảy ra sau một thời gian bạn tinh tấn cầu nguyện. Bạn sẽ đạt được những ước nguyện trước đây. Bạn sẽ gia tăng vận may đáng kể. Ai lại không thích mình được may mắn? Có cách đơn giản, có cách cầu kỳ và cần cả sự kiên trì. Bạn nên biết những thứ dễ dàng có được mà không phải vất vả chẳng thể tồn tại lâu trên thế gian này. Điều gì sẽ xảy ra khi bạn tức giận? Cơ thể của bạn sẽ sản sinh ra độc tố. Điều này tương tự các nhà khoa học đã thử nghiệm. 2 ly nước, 1 ly nghe nhạc êm dịu, 1 ly nghe nhạc kích động. Sự giận dữ không chỉ làm tổn hại đến cơ thể, đến tinh thần và xua tan đi vận may của bạn. Một cô gái đi xin việc vì khó chịu với bảo vệ ở cổng, khi vào thang máy thiếu sự lễ phép, cô ta không biết mình đang đi thang máy cùng với vị sếp. Trong cuộc phỏng vấn sau đó đã thất bại vì trong lòng còn khó chịu việc lúc nãy. Mặc dù cô ta đã cố gắng tỏ vẻ bình thường, nhưng thần thái và cách trình bày của cô không thuyết phục. Khi bạn giận dữ, khi bạn cáu gắt, mọi hành động tiếp theo của bạn đều có thể là tai họa. Tự mình đạp đổ đi những thành quả, tự mình xua đuổi những vận may. Và đặc biệt lúc ấy gương mặt của bạn rất đáng sợ, rất khó xem. Bạn hãy thử quay lại video lúc mình giận dữ. Hãy thử soi gương lại lúc ấy. Đó không phải là con người của bạn. Đó là một phiên bản khác hoàn toàn bạn. Điều tệ hơn, nếu ai đó thường xuyên nóng giận, thường xuyên cáu gắt, sản sinh ra khí trường hắc ám, không khí ảm đạm cho những người sống bên cạnh. Không khéo, những người này sẽ ảnh hưởng sự tiêu cực. Vậy làm cách nào để không còn phải nóng giận? Mời các bạn xem lại video trước video này và tập ngồi thiền mỗi ngày chừng 10 phút. Chỉ đơn giản như vậy, bạn sẽ gia tăng cơ hội may mắn trong cuộc sống.